núi đồi yên thế đến nguyệt hồ tu khi là nơi nơi đây chính quán đi quê nhà dành làm này có bà chúa nguyệt lấy lưng trời mà xanh nghe tốt bốn mùa bên kia đinh miêu cầu ở bên này lầu vô nơi trước cửa đền có ô bán nguyệt sau lưng đền này đã mọc lô xô khen này khéo tạc người địa đồ đồ khen đi ai khéo vẽ khéo tu nguyệt hồ đền nguyệt hồ nay có từ bao giờ rừng vì xin mau ca ôi cảnh trời mỏ than năm bốn mùa lễ bái dâng lên người đi tấp nập lên đôi bên ta vào nơi chúa ngôi cao dầu dầu né mặt nề gây chúc soi xuống dựng ở phía sau bòi lá châu xanh nghĩ một quả tài hộp chắp minh sơn màu xanh lá chúa ngồi đón trầm tư đi nhớ lại nghề nhớ khi xưa thái tổ chiều lên có một người con nỡ gái thôn ni quỳ tình mắt đã phải đã nhận tâm nên sớm âm thầm mồ côi cha mẹ nghe gặp được thầy nghề lão tổ tiên sinh một đời một đạo này nhất tâm mê tiên sinh bàn pháp mi bàn nâng danh nguyện cho thanh đồng
phải đôi đi chiều lục cung nghi nàng ân nàng ai nay vốn sóng sơn xa tính nghi thì măng xúc phăng vàng bằng chè măng được cơm làm xà đèn nhan khai quang tập cờ diệu chúa về chứng tạm duyên ma thích tăng cung tàng kim phục hòa thân gần thánh chúa tiên trung vương từ kỳ ngà thành gió mát bê lâu hòa ca sừng vặc này khói tỏa nhạt nhòa sớm xong sườn lúc vui chiều ta bay đệ tử con đệ tử con có đồng thầy là đồng sang bóng quý tính mời ngày hôm nay con có tôi dù chỉ nghĩ sóng đăng ai kìa sóng đăng ai đắp thoáng trong đền sóng đăng chúa nguyện đăng bốn hồ bầu vương nhắc trông lên nhắc trông lên tựa tán ân thiên sóng đăng chúa muốn dịu vàng khoan thai rắt từng đài bạt ngắn bạt dài từng nghĩ nhiều hoa chú bà vào góc vườn lại vào ba sớm chiều lồ mê chiếc lồ mê còn mặc chiếc lưng đeo lên ngàn hai quả nón cười mà liền đô đào đề cam quýt nhãn dừa tại hái lộc hái xanh cho đồng nghề đuôi chân chúa vào gót tới đâu gieo mầm nhân nghĩa bắt dịp đổ bình hoa nhớn như phong tình sao bắt đổ ân hà tình nghi à bộ sơn thần châu cũng có đôi bên bách nghĩ hoa trừ vị là tiền hoa lan hoa phúc nghi bông hoa sen hoa hồng bách nghĩ hoa trừ vị là tiền hoa lan hoa phúc bông hoa sen hoa hồng hoa tiên lý ngập ngừng e lệ đóa mật đào hoa quê bông hoa ban trăm mi hoa trăm sắc vẻ vàng muốn trăm hoa trăm sắc vẻ vàng
chúa mấy ban và bốn phương tu hồi để đáng cho tháng ngày ban cho tiền tu hốt lụa này bọc lộc cho lắm về đến đây cho nhiều ban cho tài nhờ sáng kêu lập tài cho nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng còn đi lễ bái ba mươi mùng một là mười tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười tư lộc lộc đi hiện tại ban hoa nghi cho bốn phương thuần hòa hòa mình trong năm mới cao này xuống cao sườn đồi tài hoa này thắm người nhạc rừng trong nắng mai đón chúa về đền đây trên ngàn đồi hoa chúa nguyệt về già có tiền chúa xuống xuống nơi trần gian địa linh nhân thiện mang ấm no cho mọi nhà an tâm thành chúa sẽ ban cho được ấm no cho buồn cho băng khắp nơi đi trần gian ai biết nguyện hồ ba tôi nay vui về hội múa về đền là vui nghi múa ca chín xuân sang nghe tôi nghe hai hoa xào chơi khắp người chim én bay sớm chơi hát tiếng ca quạt trầm mà phe phẩy tức là thần nề tiên giang đông tốt tươi mọi vẻ thanh tân chỉ sông sông cạn chỉ trần nề trần an nề tổ ai mắc phải tiền duyên ý ngà dầu ai mắc nghi phải tiền duyên chưa bói cho khỏe tốt ưng nghi liền duyên ngay về nhà xăm lễ trọn ngày tiền đồ vật mọi điều hay giờ việc trong ngoài lầm đồn chiên cho phán đi chuyện đề từ chữ ho ý nghĩa thời gian thánh tử đệ ta mi hiểu tôn thần đề qua lương thái tử đệ ta hùng binh đi quán cổ tòa lạnh vang chân xích đằng
xích bích. Hồ ý mình quân đi treo du lịch ý, bốn phương có phen tuần thú sông thu mưa. Trở về tỉnh Bắc nghi quê dương sông Vũng Tàu. Thành dâng một chiến nhang tống về thoại phù dương gian các tòa thiên đình là chú diêm la. Phong tiên chủ lục cung nương vốn tòng chân thì sinh y trên nó hà. Chuẩn là ý công nghi chuông ba phà miền lạc phương. Bóng mộng chiều vang ngóng môn trần thị điểm phà tinh nghi đích nghi thì anh nghi thư non nghi ngàn nghi mây nghi bạc nghi nhờ mây bạc nhờ như mùng
nghỉ mười tháng hạn, đúng nghỉ vừa tháng năm. Tròn bóng nguyệt đến mi dằm khôn xanh, mà nhạc hình yên ngỡ cánh quỳnh hương. Lầu lầu ngọc ngỡ tuyết phố hương ý. Tạo mối hành nghề các nghề thường nhân gian, tiên nhạc khí vang nghi lừng lừng dày đất Huế hương nghi nồng nghề phang nghi phất mười phương phúc lành nghề đưa tới trần đường đi. Trần đường chúng nghi dân thôn bán liệu lượng bảo nhau ê mang sự tự sở cầu như ý so với ngọc vàng phú quý nào hơn thọ lên ác nghi lặng mấy cơn ý. Cần chăm sóc mà nết thương yêu gấm miếng vóc lùa hoa một phen nên náo động phòng hoa ý. Chẳng thấy nghi gần đến xa nơi nào, song thân những nghi lòng nghi nao ruột rối gọi vai nhân nghi thằng nghi lùi lên non tới nơi nghe tiếng thất hồn nề. Mười phương đô trì tay dựng nhang biên đền từ bi tam tòa thanh bộ chứng tâm cho thanh đồng dòng nhan khai quang thập cơ diệu trầu về chứng tam diễn nga vi tăng cung tạng kim hoa thông cần thánh chúa thiên trung vương tịch nghi à, 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 à.
cài lóng lánh mà ngọc châu sang thanh gió mát bên lâu hòa ca dư văn mê khói tỏa nhạt nhòa sương rong sườn núi chiều ta mây vào chơi chùn non bồng bích thủy chờ ta về phố bình suối ngang lắng đi nghe tiếng hát cùng ta nghi nghi à lồng tai chùa bà mới bắn hoa tan cho tiền tù hút lụa này bổng lộc cho lắm về tên đây cho nhiều ba nó cho tài được sáng yêu nghi nghi ngà nghỉ vang tái hồ cõi trần lý nhung nhớ bồi hồi cảm thương thu nguyên luống sầu vương ni giọt lệ cảnh rừng chiều đã xế non tây phép tiền linh ứng hồn thay đi à mọi điều hay giờ việc trong ngoài lầm lội chiến cho phán đi chuyện đề từ chữ ho ý nghĩa thanh ra trai hút bảo hà hoàng bảy nhắn ai lên trai hút bảo hà đã ngắt ý non tây trăng in mặt nước vơi đầy bao hà này cổ tích nghi sự này nghề còn chưa uống ban đi cái thế thiệt ý dẹp lo áp chế ý hại dân nên tùy bùi để giáp non thần tức lòng nên ai nghi quốc thương dân nên hãy còn
nhan khai quang thật cờ diệu hoàng về chứng đan duyên ngã tích tăng cung vàng kim phục hoàng tân phật thánh xuống tiên trung vương. Khay văn mộc nghề chén xích ly các cụ pha trà là trà liền tiếng tùy tâm chút chén ô lòng bình tiên các vào chút chén trà ô lòng tay nâng bình ngọc để các bạn tiền dâng chén đi mở đi sức ông hoàng tổng hiến thượng kim bàn đi xa ôn long hiến đi thượng kim bàn đề mộc đơn cùng giả long đi tình thừa nhàn sức ông hoàng bảy sư trà ta xen các cô nâng đi mơ thanh hương mỹ vị ngọt nề bùi mà kỳ chân lên a à, chân lên a à, chân ngọt bùi kỳ chân. Hầu mẫu trong sòng vốn nguyên xưa cô chín đi hầu mẫu ố trong sòng nghề quyền cai chín riêng nghi hầu trong nghề bơ tỏ cô lấy làm nhà gỗ cây sung cô lấy làm nhà cây lan băng phong đi trồng và nghi cửa lên thank you.
mạch nghỉ giao lòng riêng âm dương ý nghĩ đôi mạch nghỉ giao lòng chín mươi chín riêng nghi cộng đồng cộng đồng người chảy ra thần nữ dăm ba người tụ họp ý nén nhang thơm cuồng chín về tô mốc kiều trùng thiên nhang xa an tiền của đồ cổ xin thành đồng họ lưu nước cầm đắc cô này có phép tàng hình sai năm quan tương ý lôi đình ở trong phép cô lục trí thần thông cứu người ngoài bắc cô hiển thần cõi nam cung cấm quảng hàn nga cung cấm quảng hàn tây con tình xuân ngây dương gian hương đồng học đời xưa ta ở tiền cung hai huy hoan ngọc nghi châu trong giao đài tuổi trường 18 đôi hai nón đỏ tiến dâng hai cườm nón đỏ tiến dâng đem về tô bâu lấy công danh cho đồng trà lễ cô nón đỏ hai cườm sáu nan sương đôi quạt hầu 36 nan sương cô cầm tới và cô lại để thương họ lưu nơi thanh nghi đồng ăn đi à ơi à gió lộc sơn là vô chín quạt cho ý à gió lộc sơn hà và mình do non nước trẻ ra được mình à nhất quê nhì lan trên đời thời là nhất nê quê nhì lan nhất thanh nhì sắc cô làm về việc quan đi trong mắt chỉ dội thọ lặng ác à cô quản cho thọ lặng ác à chẳng gì sao sao tỏ xa lòng trần thế gian cây quê giữa rừng mà cô đẹp như cây quê giữa rừng đẹp như trăng rằm mà tháng như hoa nở trước ngày đầu xuân tan đám mây mờ cô chín quạt cho tan đám mây mờ quạt cho già thì mạnh khỏe trẻ thời được bình an trong đền thờ cô có cung nghi cười bằng vàng thanh nghi nhàn cô chín cung ngồi để dệt gấm cô theo ý hoa
xe chỉ luồn xa, phố về đền cũng xe chỉ luồn xa. Theo non đi theo nước cô chín đi theo hoa cô theo lý người. Dệt nề gấm theo hoa cô về đền, cô dệt nề gấm theo hoa theo lòng theo ly. Cô theo con quy đi con phục nghị bốn đi con đi dòng mình trầu xinh đi quá là xinh. Dệt tấm bóc hồng cô chín về đồng ý ý à. Cô dệt tấm bóc hồng dâng lên trên ban đi công đồng cô tiền đi đức nghi mẫu vương. Tìa lá vin cành đôi tay tiên cô, tìa lá vin cành hai tài cô hai lộc cô hai danh đi cho đồng người. Sáng trời gà gáy tan sương còn vang khúc nghi nhạc canh nghi chưa đầy ơi. Tuy rằng cô theo mộng cô về trời tăng cô theo mộng cô về nghỉ trời anh linh xuất nữ hiện cô anh linh xuất ni hiện núi đồi thanh hoa cây sung. Cây sung cô lấy gỗ làm mình nhà nhà cây nghi lan mắc nghi vọng trông nghi ra ngoài đêm thành nghi hoa thành hoa cảnh đẹp vô hồ biên ý. Thành hoa cảnh đẹp vô ngô tiên vô ngô sai dân ni lập ngôi đền thờ cô ngôi đền thờ xa hỏa chạy đi qua hay tháng ni xa hỏa chạy qua ngôi đền thờ xa hỏa chạy qua phép thiên cô làm xa tổ chuyển xa sau bên ngồi đền thờ cô có hai cây ngâu hay ra ngồi buồn khuya sớm ra vào bảo đến đây nghe khuya sớm đi cậu bé cậu ra vào nghề hai tay nâng bưng đi mạch đào cổ quỳ tô ngày đôi ủ an mi cột lên sầu vua cha rất quý chùa sầu cũng có lòng thương ý trầm ngang vai sáng vào bỏ trầm ngang nghi vai tay cầm mê quyền số ngôn hộp phố an ai đi nghi nghi cột đi nghi chấm đồng từ thủa lên ba
đến năm đến mười sáu cậu bắt ra chỉ đầu. Mây rồng pha kim liên tuyến khăn y hình cùng màu hồ. Cô lại chít y hình cáng đơ áo ai mày năm phút lại xẻ ta. Áo này tột mây lấy hay là họ lưu đi mua vâng. Đồng loạt lên thiên đường nhất bài một bài mẫu thượng thiên nhị bài một bài mẫu điện thiên tam bài một bài mẫu thoại vụ tứ bài một bài mẫu nhạc thiên ăn nghi. Khám xét bản đền tụ về đông, khám xét bản đền xem rằng đệ tử đèn nhang thế nào cậu đi tô mâu thiên tào hồ. Song nhan khai quang ngập cờ diều, theo hoa cổ mã cậu đi chấp đồng. Tay tiên tay tiên liên chuốc y chén rượu đào có báo rất đầy vào. Nay nhất tuần thì sơ dâng lên đi kinh vua, dâng lên kinh mông để các cô nâng mời là mời dứt cổ hoàng bé sư. Tay rằng tay tiên tay tiên chuốc y chén rượu đào có báo rất đầy vào. Nhị tuần áng dâng lên đi kinh vua, dâng lên kinh mông để các cô nâng vào là vào dứt cổ hoàng bé. Tình tay điên tay điên liên chuốc y chén rượu đào tam bùi dựng lên liên kinh vua dựng lên kinh mẫu thừa lộc dựng mời là mời dứt cầu hoàng bé sư. Nhất phẩm trên đời cậu đẹp trai đến nhất phẩm ở trên đời. Khi đi hồ vua cha bố mẹ cô là đẹp khoan thai đẹp nõn đẹp thế nào. Cờ mở trống vòng quân ninh thần nề, cờ mở trống vòng nghe lệnh thì cậu truyền các quân ninh thần gióng hàng. Nập rộn ràng bản đền ngày hôm nay nên tấp nập rộn ràng cùng uy mình đón cậu bé cậu về đền cậu vượng tư uy mình. Bỏ chấm ngang vai tóc sáng tào cậu bỏ chấm ngang vai tay cầm quyền số ngòi bút cài tay đi chấm mấy đồng người. Từ thuở
tủa lên ba câu chấm đồng nghề. Từ tủa lên ba tới năm mười sáu cậu bắt ra trình đồng nghề. Lên núi Yên Bái, lên núi Yên Bái, chiều 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 lên núi ngả Yên Bái, thấy chim loan phượng nghe, ăn đi xoài là xoài, ăn xoài đầu non, ý non ăn xoài đầu non. Tiếc đã tan rồi chia tay thôi tổ ơi, gói xếp ai mang các cô chờ cô đợi. Đến hẹn lại lên cô ơi đừng quên nghe, đến hẹn lại lên chiều nay cậu là ai về cậu ơi, cứ đến hẹn lại lên. Tiệc sắp tan rồi vẫy tay cậu chào, đến hẹn lại lên vẫy tay cậu chào. Tháng tám tiệc cha tháng ba đi tiệc mẫu chạy hồi gần xa, tiệc đã tan rồi vẫy tay công chào, đến hẹn lại lên vẫy tay công chào, đến hẹn rồi lại lên. Nếu cung bắn ra về thì đến hẹn lại lên, nếu cung bắn ra về đến hẹn rồi lại lên. Đến hẹn lại lên, tiệc sắp tan rồi, tiệc đã tan rồi chia tay môi đền sinh, màu áo thiên thanh chiếc khăn cầu tội đầu. Đến hẹn lại lên cô ơi đừng quên nghe, đến hẹn lại lên chiều nay cô là ai về. Anh nghe nhạc cửa đi đều bang 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 bang, nhạc cửa đi đều có dây mẫu chuyển cổ kíp về phố cát bụi ngang thanh ra.